Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Ở video trước, các bạn đã theo team tiến hành mang những cây organ được phân phối độc quyền tại Minh Phụng Music như SV800, K350 và K200 từ kho về showroom 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình. Hôm nay, mời anh em tiến hành đóng gói các mẫu đàn này để chuẩn bị cho chuyến hạ xa đến đại lý tại Hà Nội. Các bạn cùng bắt đầu video với mình nhé. Nhân viên bên mình đang chuẩn bị kiện hàng SV800 vì có khối lượng vừa phải nên thuận lợi cho anh em trong việc bọc ni lông quấn kỹ tất cả các mặt, cố định bảo vệ toàn bộ thùng. Một lần team sẽ quấn từ 2 đến 3 cây thành một khối hoàn chỉnh. Tiếp theo, nhân viên đang cùng nhau chuẩn bị lô hàng K350. Vẫn như mọi video trước, quá trình đóng gói đều được các bạn thành thạo, cẩn thận trong từng thao tác. Khác với SV800 thì K350 trọng lượng chỉ 6,7kg nên team sẽ quấn mỗi kiện lần 3 đến 4 cây. Các lô hàng K350 được bọc ni lông bởi thao tác vô cùng nhịp nhàng và nhanh chóng. Những gói hàng to chuẩn bị cho chuyến đi đã được nhân viên đóng gói hoàn tất. Tất cả đang được xếp hàng trải dài trên showroom để đến bước quan trọng nhất. Nhân viên sẽ ghi mã đàn, kiểm tra hàng đã đủ hay chưa để tránh những sai sót trong quá trình chuẩn bị quà tặng và các phụ kiện kèm theo đàn. Nhìn toàn bộ bạn có thể thấy thiết kế hộp đàn dày vô cùng chắc chắn. Mỗi cây đã được nhân viên bọc ni lông cẩn thận nhiều lớp sau đó để gọn gàng chờ nhà xe đến. Cho anh em có cái nhìn chi tiết hơn thì thông tin của mỗi dòng đàn sẽ được mình giải đáp ngay bây giờ. Cả ba keyboard này bàn phím đều được trang bị cảm ứng lực nhấn. K200 là một cây đàn đa năng giá cả phải chăng, hỗ trợ cực tốt cho người mới bắt đầu học nhạc. K350 tích hợp đầy đủ các chức năng chất lượng cùng âm thanh cao cấp, trang bị vài tính năng chỉ xuất hiện trên keyboard đời mới như Sync Stop và Freeze. Đến với SV800 thôi nào, phím đàn trang bị 8 cấp độ cảm ứng lực nhấn, sở hữu màn hình LCD cảm ứng, bộ nhớ lên đến 768 MB, vượt trội hơn so với các sản phẩm khác và được dùng chung sampler của nhà Yamaha với những member thân thiết của nhà Kidman. Chắc các bạn biết được rằng K350 và SV800 đều cài những bộ sampler mới nhất từ nhà sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn âm thanh nhạc cụ Minh Phụng, chuyên phân phối các dòng nhạc cụ âm nhạc trên cả nước với gần 20 năm kinh nghiệm. Ngoài các dòng organ hiện đại từ nhà Kidman, bên mình còn mang đến cho các bạn những cây piano cơ giá cả hoàn hảo, bảo hành và chất lượng luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Cả các nhạc cụ khác như guitar acoustic và hàng trăm thiết bị khác hỗ trợ người chơi nhạc một cách hoàn hảo nhất. Vậy là buổi quấn đàn đã hoàn tất. Ở video lần sau mình sẽ cho các bạn thấy quy trình bốc dỡ hàng lên xe đầy chuyên nghiệp đến đại lý. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe vì đó là động lực giúp Minh Phụng Music nỗ lực hơn mỗi ngày. Khi muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0917686606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.